Các em thân mến, ở tiết học trước các em đã được học về số phức với việc định nghĩa số y là nghiệm của phương trình x bình cộng 1 bằng 0, nghĩa là y bình phương bằng trừ 1. Và lúc đó ta gọi số y là đơn vị ảo. Và trên cơ sở định nghĩa về số y thì chúng ta đã định nghĩa về số phức. Số phức z là một biểu thức có dạng a cộng bi, trong đó ab thuộc R. A được gọi là phần thực và b được gọi là phần ảo của số phức đó. Khi a bằng 0 thì z bằng bi, ta gọi đó là số thuần ảo. Còn khi b bằng 0 thì z bằng a, ta gọi đó là số thực. Và đặc biệt, khi cả a và b cùng bằng 0, tức là lúc đó ta thu được z bằng 0, thì số 0 vừa là số thực, vừa là số thuần ảo. Và trên cơ sở đó, chúng ta tiếp tục được học về định nghĩa hai số phức bằng nhau, tức là a cộng bi bằng c cộng di, khi và chỉ khi phần thực của chúng bằng nhau, tức là a bằng c, phần thực của chúng bằng nhau và phần ảo của chúng cũng tương ứng bằng nhau, nghĩa là b bằng d. Và việc biểu diễn hình học của số phức trong hệ tọa độ OXY, một số phức z bằng a cộng bi thì luôn được biểu diễn bởi một điểm m có tọa độ là ab, trong đó hành độ điểm m chính là phần thực của số phức z và tung độ của điểm m chính là phần ảo b của số phức z đó. Mời các em quan sát hình vẽ. Và chúng ta cũng đã được học về mô đun của số phức. Mô đun của số phức được định nghĩa là độ dài của đoạn OM với M là điểm biểu diễn số phức z. Và được xác định bởi công thức mô đun của số phức z là bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Và các em đã được học về số phức liên hợp của một số phức z. Khi cho z bằng A cộng BI thì số phức liên hợp của z bằng A cộng BI ta cứ hiểu là z gạch ngang ở trên đào, ta gọi là z liên hợp, hay đặt vắn tắt là z ngang, là bằng a trừ bi. Một lần nữa, mời các em xem lại các kiến thức đã được học về bài số phức hôm trước. Và trên cơ sở ôn tập lại kiến thức học hôm trước, mời các em đi vào hoạt động 1 của tiết học ngày hôm nay. Hoạt động 1. Thì cho hai số phức z1 bằng 2 cộng 3y và z2 bằng 5 trừ 6y, yêu cầu của thầy đặt ra là hãy thực hiện các phép tính sau. Câu A. Thực hiện phép tính 2 cộng 3y cộng với 5 trừ 6y. Câu B. Thực hiện phép tính 2 cộng 3y trừ đi 5 trừ 6y. Thì nếu như chúng ta xem y là ẩn số, thì việc thực hiện các phép toán này được thực hiện giống như cộng trừ trong quy tắc cộng mà các em đã được học. Như vậy ở đây chúng ta lấy 2 cộng 5, ta được kết quả bằng 7. Ta lấy 3y cộng với trừ 6y, ta được kết quả là trừ 3y. Hoàn toàn tương tự đối với cô B, cũng tương tự như thế. Ta lấy 2 trừ 5, ta được kết quả là trừ 3. Ta lấy 3y trừ cho trừ 6y, ta được kết quả là 9y. Như vậy qua cái hoạt động số 1, chúng ta có một cái nhận xét rằng phép cộng, phép trừ hai số phức được thực hiện theo quy tắc cộng trừ đa thức. Vậy thì một cách tổng quát lên, nếu thầy cho tổng của hai số phức a cộng bi cộng với c cộng di, hoặc là hiểu hai số phức a cộng bi trừ c cộng di, thì việc cộng hai số phức hay trừ hai số phức này cũng được thực hiện theo quy tắc cộng trừ đa thức mà các em đã được học. Và với kiến thức đó, chúng ta đi vào định nghĩa đầu tiên của tiết học ngày hôm nay. Chúng ta đi vào bài học số 2, cộng, trừ và nhân số phức. Phần 1 nhỏ, phép cộng và phép trừ. Cho z1 bằng a cộng bi, z2 bằng c cộng di, với a, b, c, d thuộc r và y bình phương bằng trừ 1. Thì chúng ta có phép cộng hai số phức được tiến hành như sau. Z1 cộng Z2 là bằng A cộng BI cộng với C cộng DI. Lúc đó, tổng của hai số phức sẽ ra được kết quả là một số phức với phần thực của nó là bằng A cộng C, tức là thực cộng thực. Và phần ảo của nó là B cộng D, tức là ảo cộng với số ảo. Và hoàn toàn tương tự phép cộng hai số phức thì chúng ta cũng có định nghĩa về phép trừ hai số phức với công thức được xác định như sau. Z1 trừ Z2 sẽ bằng A cộng BI trừ DC cộng DI. Và việc trừ hai số phức cũng cho chúng ta kết quả là một số phức với phần thực của nó là bằng A trừ C, tức là thực trừ thực. Và phần ảo của nó sẽ là B trừ D, tức là ảo trừ đi, là đi ảo. Và việc cộng trừ số phức cũng có các tính chất của quy tắc cộng mà chúng ta đã được học hôm trước, gồm có tính chất giao hoán, tính chất kết hợp và tính chất cộng với không.
Một lần nữa, mời các em quan sát lại công thức xác định phép cộng hai số phức, phép trừ hai số phức và các tính chất của nó. Và để giúp các em ôn tập công thức, vận dụng công thức tốt hơn, thì mời các em vào ví dụ số 1. Ví dụ 1, thực hiện các phép tính sau. Câu A, 3 trừ 5y cộng với 2 cộng 4y, thì theo công thức ta vừa được học lúc nãy, thì tổng của hai số phức là một số phức, mà phần thực của nó sẽ là thực cộng thực, tức là 3 cộng với 2, chúng ta viết lại phần thực. Ẩu sẽ là ẩu cộng với ẩu, tức là trừ 5 cộng 4, chúng ta viết lại phần ẩu. Và lấy phần ẩu này, chúng ta nhân với y. Lần gọn phép tính ta được kết quả là 5 trừ y. Như vậy đây là tổng của hai số phức 3 trừ 5y cộng với 2 cộng 4, 4y. Mời các em đến với ví dụ B. Thực hiện phép toán trừ 2 trừ 3y trừ đi 1 cộng 3y. Đây là việc thực hiện phép trừ hai số phức. Thì theo công thức đã được học, thì phép trừ hai số phức này sẽ cho ta kết quả là một số phức. Với phần thực của nó sẽ là thực trừ thực, tức là trừ 2 trừ đi 1, ta được phần thực, ta ghi ở đây. Phần ảo sẽ là ảo trừ ảo, tức là trừ 3 trừ cho 7, ta được phần ảo ở đây. Và ta lấy phần ảo này, ta nhân với y. Làm gọn phép toán, ta thu được kết quả là trừ 3 trừ 10y. Như vậy, trừ 3 trừ 10y này là kết quả của việc thực hiện phép trừ hai số phức ở câu B. Mở rộng hơn một chút, chúng ta thực hiện phép cộng 3 số phức. Thì khi tiến hành cộng 3 số phức thì chúng ta vận dụng tính chất kết hợp mà chúng ta vừa ôn lại lúc nãy. Như vậy lúc này tổng của 3 số phức cũng sẽ thu được một số phức và phần thực của nó sẽ là thực cộng thực cộng thực, tức là ta được 4 cộng 5 cộng với trừ 3, ta được phần thực, ta ghi ở đây. Phần ảo của nó sẽ là ảo cộng ảo, tức là 3 cộng với trừ 7 cộng với 2, ta được kết quả phần ảo, ta ghi ở đây. Và lấy phần ảo này, chúng ta nhân với y. Làm gọn phép toán này, chúng ta sẽ được kết quả là bằng 6 trừ 2y. Như vậy, cộng 3 số phức được tiến hành tương tự như vậy, thì hiệu 3 số phức cũng được tiến hành như thế. Mời các em đến ví dụ 1D. Thực hiện phép toán 3 trừ 2y trừ cho 2 cộng 4y trừ với trừ 1 cộng y. Đây là hiệu của 3 số phức, thì chúng ta cũng được tiến hành như trên. Phần thực của nó, ta sẽ lấy thực, trừ thực, trừ thực, tức là ta được kết quả 3 trừ 2 trừ cho trừ 1, và đây là phần thực của phép toán. Tương tự phần ảo của nó, ta sẽ lấy ảo trừ đi ảo trừ đi ảo, tức là ta được trừ 2 trừ 4 trừ 1, và lấy phần ảo này chúng ta nhân với y. Làm gọn phép toán, ta sẽ được kết quả là 2 trừ 7y. Như vậy việc thực hiện phép cộng, phép trừ số phức được thực hiện theo quy tắc cộng trừ đa thức đã được học. Một lần nữa, mời các em quan sát kỹ lại ví dụ số 1. Để tiếp tục bài học ngày hôm nay, thầy mời các em đến với hoạt động số 2. Hoạt động số 2 được đặt ra câu hỏi như sau. Cho z1 bằng 2 cộng 3y, z2 bằng 5 trừ 6y. Hãy thực hiện phép tính z1 nhân z2. Vậy thì ta có z1 nhân z2 sẽ bằng 2 cộng 3y nhân 5 trừ 6y. Ta xem y là ẩn số. Vậy thì thực hiện việc nhân hai số phức này, chúng ta thực hiện giống như nhân đa thức thông thường. Như vậy, nhân đa thức thông thường chúng ta sẽ có 2 nhân 5 được 10, ta ghi ở đây. 2 nhân trừ 6y được trừ 12y, ta ghi ở đây. Tương tự như vậy, 3y nhân 5, ta được 15y. 3y nhân trừ 6y, ta được kết quả trừ 18y bình. Và với kiến thức đại học hôm trước, chúng ta biết y bình phương bằng trừ 1. Do đó, chúng ta ghi biểu thức này lại bằng 10 ta giữ nguyên, trừ 12y cộng 15y, ta làm gọn thành 3y. Và y bình phương bằng trừ 1, ta ghi ở đây. Và làm gọn phép toán cuối cùng, ta thu được kết quả 28 cộng 3y. Và 28 cộng 3y này là kết quả của việc thực hiện phép nhân số phức z1 với số phức z2. Như vậy, từ đây chúng ta có một cái nhận xét rằng phép nhân hai số phức được thực hiện theo quy tắc nhân đa thức rồi thay y bình phương bằng trừ 1. Như vậy, một cách tổng quát lên, khi nhân hai số phức a cộng bi với c cộng di thì chúng ta thực hiện nhân hai số phức này như nhân đa thức rồi thay y bình phương bằng trừ 1. Cụ thể, mời các em vào hai nhỏ. Hai nhỏ, phép nhân hai số phức. Cho z1 bằng a cộng bi, z2 bằng c cộng di, với a, b, c, d thuộc R và y bình phương bằng trừ 1. Ta có z1 nhân z2 sẽ bằng a cộng bi nhân với c cộng di. Chúng ta thực hiện nhân phân phối bình thường của việc nhân đa thức, ta sẽ thu được kết quả mới. Và việc thay y bình phương bằng trừ 1 sẽ cho ta kết quả phần thực
AC trừ BD. Phần ảo sẽ là AD cộng BC rồi nhân với Y. Và đây là kết quả của việc nhân hai số phức z1 nhân z2. Vậy thì các em có thể nhận xét rằng z1 nhân z2 tức là tích của hai số phức sẽ cho ta kết quả là một số phức. Với phần thực của nó là bằng AC trừ BD, ta có thể đọc nhanh để dễ nhớ là thực thực trừ ảo ảo. Như vậy thực thực trừ ảo ảo ta sẽ được phần thực của số phức mới. Tương tự phần ảo sẽ là A nhân D cộng B nhân C. Chúng ta có thể đọc nhanh là thực ảo cộng ảo thực. Như vậy, thực ảo cộng ảo thực sẽ ra được phần ảo của số phức mới. Một lần nữa, mời các em xem lại công thức nhân hai số phức. Và cũng như giống phép cộng hai số phức, thì phép nhân hai số phức cũng có những cái tính chất của nó. Gồm có tính chất giao hoán, tính chất kết hợp và tính chất nhân với một. Một lần nữa, mời các em coi lại công thức nhân hai số phức và các tính chất của nó. Và để khắc sâu hơn và giúp các em vận dụng linh hoạt hơn công thức nhân hai số phức, thì mời các em đến với ví dụ số 2. Thực hiện các phép tính sau. Câu A. 2 trừ 3y nhân với 3 trừ 2y. Thì như kết quả chúng ta đã được phân tích lúc nãy, thì tích hai số phức sẽ là một số phức. Với phần thực của nó sẽ là thực thực trừ ảo ảo, tức là 2 nhân 3 trừ đi trừ 3 nhân trừ 2, ta sẽ thu được phần thực của số phức mới. Đối với phần ảo sẽ là thực ảo cộng ảo thực, tức là 2 nhân trừ 2 cộng với trừ 3 nhân 3, rồi ta nhân phần ảo này với y. Làm gọn phần thực ta được kết quả bằng 0. Làm gọn phần ảo ta được kết quả là trừ 13, số y được các em viết lại. Và kết quả cuối cùng của phép toán này là trừ 13y. Hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta đến với câu B. Câu B thực hiện phép toán trừ 1 cộng y nhân với 3 cộng 3y cộng với 3 trừ 2y. Như vậy biểu thức ở câu B vừa có phép nhân vừa có phép cộng. Như vậy chúng ta thực hiện phép nhân trước rồi phép cộng sau. Cụ thể thực hiện phép nhân này, chúng ta có áp dụng công thức của phép nhân như trên. Như vậy ta thu được phần thực sẽ là trừ 1 nhân 3 rồi trừ 1 nhân 7, tức là thực thực trừ ảo ảo. Ta thu được phần thực. Đối với phần ảo, chúng ta sẽ dùng công thức thực ảo cộng ảo thực, tức là trừ 1 nhân 7 cộng với 1 nhân 3 rồi nhân phần ảo đối với y. Như vậy chúng ta vừa thực hiện xong phép toán nhân trừ 1 cộng y nhân 3 cộng 7y và 3 trừ 2y được các em viết lại. Làm gọn phép toán nhân này, ta thu được kết quả là trừ 10 trừ 4y cộng với 3 trừ 2y. Chúng ta viết lại. Lúc này thực hiện phép toán cộng, ta thu được kết quả cuối cùng của phép toán là trừ 7, trừ 6y. Và đây là kết quả của biểu thức ở câu B. Tiếp tục tiết học ngày hôm nay, thầy mời các em đến với ví dụ số 3. Cho số phức z bằng m trừ 1 cộng 2 lần m trừ 1y nhân với 1 cộng my. Yêu cầu của thầy đặt ra là hãy tìm giá trị thực của tham số m để z là số thực. Chúng ta có 4 đáp án A, B, C và D. Như vậy, phân tích bài toán chúng ta thấy rằng số phức z đề cho là phép nhân của hai số phức m trừ 1 cộng 2 lần m trừ 1y nhân với số phức 1 cộng my. Như vậy, chúng ta sẽ tiến hành nhân hai số phức này bằng công thức ta vừa học lúc nãy. Với phần thực của nó sẽ là thực thực trừ ảo ảo, tức là m trừ 1 nhân 1 trừ đi ảo nhân ảo, tức là 2 lần m trừ 1 nhân m. Như vậy, ta thu được phần thực. Còn đối với phần ảo sẽ là thực ảo cộng ảo thực, tức là m trừ 1 nhân m, ta ghi ở đây. Cộng ảo thực, tức là 2 lần m trừ 1 nhân 1, chúng ta ghi ở đây. Và đây là phần ảo của số phức mới. Phần ảo này các em nhân với y. Làm gọn phần thực, ta thu được kết quả là trừ 2m bình cộng 3m trừ 1. Làm gọn phần ảo, các em thu được kết quả là m bình cộng m trừ 2. Và y được các em viết lại. Và yêu cầu của đề là tìm giá trị thực của tham số m để z là số thực. Như vậy, với kiến thức chúng ta ôn lúc nãy, thì z là số thực khi và chỉ khi phần ảo của nó bằng 0, tức là m bình cộng m trừ 2 bằng 0. Chúng ta viết ở đây. Giải phương trình này, ta thu được kết quả m bằng 1 hoặc m bằng trừ 2. Và với đáp án này, ta so sánh với đáp án A, B, C và D. Dễ dàng chúng ta nhận thấy đáp án của ví dụ 3 là đáp án B. Và để khắc sâu hơn kiến thức về phép nhân hai số phức, thì mời các em đến với ví dụ tiếp theo.
Ví dụ số 4. Cho số phức giải thỏa 3 lần z liên hợp cộng y trừ đi 2 trừ y nhân z bằng 3 cộng 10 y. Yêu cầu đặt ra là mô đun của số phức z sẽ bằng. Chúng ta có 4 đáp án A, B, C và D. Thì đứng trước dạng bài toán này thì chúng ta tiến hành như thế nào? Thì các em lưu ý, trong một biểu thức vừa có z liên hợp thì chúng ta sẽ đi gọi z bằng x cộng y y với x y thuộc R. Thì lúc đó chúng ta sẽ suy ra được z liên hợp là x trừ y y. Và với việc gọi z bằng x cộng y y để có được z liên hợp là x trừ y y, chúng ta sẽ thế vào biểu thức đề cho. Như vậy ta có biểu thức đề cho là 3 lần z liên hợp cộng y trừ đi 2 trừ y nhân z bằng 3 cộng 10 y. Kem thay z liên hợp bằng x trừ y y. Kem thay z bằng x cộng y y. Như vậy chúng ta sẽ thu được một biểu thức mới là 3 lần x trừ y y cộng y trừ đi 2 trừ y thừa số nhân x cộng y y bằng 3 cộng 10 y. Các em viết là 3 nhân với biểu thức này được viết lại 3 nhân x, ta được 3 x ghi ở đây. 3 nhân với trừ y y, ta được trừ 3 y y, ta ghi ở đây. Và 3 nhân y, các em viết lại ở đây. Dấu trừ thay để ngoài, nhân hai số phức này chúng ta thực hiện quy tắc nhân mà các em vừa được học. Tức là phần thực sẽ là thực thực trừ ảo ảo, tức là 2 nhân x, ta ghi ở đây. Trừ ảo nhân ảo, tức là trừ cho trừ 1 là 1, nhân với y, các em ghi lại ở đây. Như vậy 2 x cộng y là phần thực. Đối với phần ảo sẽ là thực ảo cộng ảo thực, tức là 2 nhân y, ta ghi ở đây. Cộng ảo thực, tức là trừ 1 nhân x được trừ x, ta ghi ở đây. Và số y được các em viết lại sau phần ảo. Và kết quả thu được của vế trái sẽ là x trừ y cộng với x trừ 5 y cộng 3, tất cả nhân y, vế phải 3 cộng 10 y, các em viết lại. Và hai vế bằng nhau, tức là ta thu được hai số phức bằng nhau, thì lúc đó chúng ta dùng kiến thức hai số phức bằng nhau mà các em vừa ôn lúc nãy, tức là thực bằng thực, x trừ y sẽ bằng 3. Ảo bằng ảo, tức là x trừ 5 y cộng 3 sẽ bằng 10, ta thu được một hệ phương trình ở đây. Giải hệ phương trình này bằng cách bấm máy tính, các em thu được kết quả x bằng 2, y bằng trừ 1. Và với x bằng 2, y bằng trừ 1, thế vô đây, ta sẽ thu được số phức z cần tìm của chúng ta. Đó là z bằng 2 trừ y. Và yêu cầu đặt ra của ví dụ 4 là tính mô đun của số phức z. Thì chúng ta nhớ lại công thức mô đun số phức z là bằng căn bậc 2 của a bình cộng b bình. Như vậy tức là căn bậc 2 của 2 bình, chúng ta ghi vô đây. Cộng với b bình, tức là trừ 1, chúng ta ghi vô đây. Thực hiện phép toán, ta được kết quả bằng căn 5. Với kết quả bằng căn 5, chúng ta so sánh với 4 đáp án A, B, C và D. Như vậy dễ dàng nhận thấy đáp án của ví dụ 4 là câu C, tức là mô đun của z bằng căn 5. Và đó cũng là kết quả của ví dụ số 4. Và để khắc sâu hơn nữa, kiến thức của phép nhân hai số phức, thầy mời các em đến với ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 5. Cho số phức z thỏa, mô đun của 3 cộng 4y nhân z cộng 7 trừ 24y bằng 10. Yêu cầu bài toán đặt ra là hãy tìm giá trị lớn nhất của mô đun z. Chúng ta có 4 đáp án A, B, C và D. Như vậy đây là bài toán tìm giá trị lớn nhất của số phức z. Thì đứng trước bài toán tìm giá trị lớn nhất của mô đun số phức z thì chúng ta tiến hành như thế nào? Thì các em lưu ý, về yêu cầu bài toán là tìm giá trị lớn nhất của mô đun số phức z thì chúng ta sẽ đi gọi z bằng x cộng y y với x y thuộc R. Và nhiệm vụ của chúng ta là hãy thế x cộng y y này vào biểu thức đề cho. Như vậy ta có biểu thức đề cho là mô đun của 3 cộng 4y nhân z cộng 7 trừ 24y bằng 10. Ta sẽ xế z vào đây là x cộng y y. Như vậy ta thu được biểu thức mới sẽ là tương đương mô đun của 3 cộng 4y nhân x cộng y y cộng 7 trừ 24y, các em viết lại ở đây, bằng 10. Thực hiện phép nhân hai số phức ở đây, chúng ta lồng gọn và thu được kết quả biểu thức. Phần thực sẽ là 3x trừ 4y cộng 7, phần ảo sẽ là 3y cộng 4x trừ 24, và lấy phần ảo này chúng ta nhân với y, bằng 10, các em viết là. Vế trái là mô đun của một số phức thì được thực hiện bằng căn bậc 2 của thực bình cộng ảo bình, tức là căn bậc 2 của 3x trừ 4y cộng 7 tất cả bình, tức là bình phương của phần thực, cộng với 3y cộng 4x trừ 24 tất cả bình, tức là bình phương của phần ảo, và vế phải bằng 10,
các em viết lại. Khai triển và rút gọn biểu thức bên trong, ta sẽ thu được kết quả là căn bậc 2 của 25x bình cộng 25y bình trừ 150x trừ 200y cộng 655 bằng 10. Bình phương hai vé và làm gọn phương trình, ta sẽ thu được kết quả cuối cùng là x bình cộng y bình trừ 6x trừ 8y cộng 21 bằng 0. Và dễ dàng các em nhận thấy rằng số phức giác chúng ta gọi là x cộng y được biểu diễn dưới dạng x bình cộng y bình trừ 6x trừ 8y cộng 21 bằng 0. Đây là một đường tròn có tâm y là 3 bón, tức là các em lấy các hệ số của x và y chia cho trừ 2. Và bán kính R dễ dàng chúng ta tính được là bằng 2. Mời các em quan sát thầy biểu diễn tập hợp số phức giác là một đường tròn trong mặt phẳng OXY với tâm y của nó có tọa độ là x bằng 3, y bằng 4 và bán kính R là bằng 2. Vậy thì tập hợp số phức giác được biểu diễn là điểm M sẽ chạy trên cái đường tròn tâm y bán kính R này. Yêu cầu đặt ra của đề là tìm giá trị lớn nhất của mô đun Z, thì ta biết rằng mô đun Z là bằng độ dài của đoạn OM với M là một điểm chạy trên đường tròn này. Vậy thì suy ra mô đun Z sẽ đặt giá trị lớn nhất khi OIM thẳng hàng. Theo quan sát hình vẽ, khi M nằm ở đây, tức là OIM thẳng hàng, tức là độ dài đoạn OM sẽ là lớn nhất. Vậy thì khi đó M sẽ là do điểm của đường tròn C mà chúng ta vừa tìm được lúc nãy với cái phương trình đường thẳng OE. Tức là ta sẽ có hệ phương trình tạo bởi đường tròn C x bình cộng y bình trừ 6x trừ 8y cộng 21 bằng 0 với đường thẳng y bằng 4 phần 3x, tức là đường thẳng OE là đường thẳng đi qua điểm O 0 0 điểm y 3 4. Giải hệ phương trình này chúng ta sẽ thu được kết quả x bằng 21 phần 5, y bằng 28 phần 5 hoặc x bằng 9 phần 5, y bằng 12 phần 5. Lúc này các em sẽ thu được hai số phức. Z1 bằng 21 phần 5 cộng 28 phần 5y là của trường hợp số 1. Và Z2 là 9 phần 5 cộng 12 phần 5y là kết quả số 2. Vậy thì hai số phức này, số phức nào sẽ cho ta kết quả mô đun lớn nhất? Thì chúng ta đi tính mô đun của từng số phức. Mô đun của số phức Z1 là bằng căn bậc 2 của thực bình cộng ổ bình, tức là 21 phần 5 tất cả bình ta thế vào đây. Ảo bình là 28 phần 5 tất cả bình ta thế vào đây. Dùng máy tính ta tính được kết quả bằng 7. Hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta tính được mô đun của Z2 là bằng căn bậc 2 của 9 phần 5 bình cộng 12 phần 5 bình, ta tính được kết quả bằng 3. Như vậy dễ dàng nhận thấy Z1 cho ta kết quả mô đun bằng 7 cũng là mô đun lớn nhất, cũng là kết quả cần tìm của chúng ta. Vậy thì Z2 bằng 3 này sẽ là kết quả mô đun nhỏ nhất, tức là được biểu diễn bởi điểm N. Như vậy nếu đề bài toán sửa lại thành tìm giá trị nhỏ nhất của mô đun Z thì kết quả ta thu được sẽ là bằng 3. Trở lại bài toán. Yêu cầu bài toán là tìm giá trị lớn nhất của mô đun Z thì với kết quả thu được mô đun Z1 bằng 7, mô đun Z2 bằng 3, chúng ta sẽ chọn kết quả mô đun Z1 bằng 7 là kết quả cuối cùng của ví dụ năm. Và với đáp án mát của mô đun Z bằng 7 thì ta thu được kết quả của ví dụ năm là đáp án D. Một lần nữa, mời các em xem lại phương pháp giải cũng như cách tiến hành một bài toán tìm giá trị lớn nhất của một mô đun số phức Z khi thỏa mãn một biểu thức để cho. Để tiếp tục buổi học ngày hôm nay, mời các em đến với một chú ý lũy thừa của số y. Y mũ 1 thì sẽ bằng y. Y mũ 2 được định nghĩa bằng trừ 1. Vậy y mũ 3 sẽ được tách thành y bình phương nhân y là bằng trừ y. Y mũ 4 sẽ được phân tích thành y mũ 3 nhân y. Với y mũ 3 là trừ y chúng ta ghi ở đây. Nhân với y nữa chúng ta được trừ y bình phương và kết quả bằng 1. Trên cơ sở như vậy thầy tổng quát lên. Nếu n được phân tích ra thành 4y cộng r với y r thuộc các số tự nhiên n sau, tức là số tự nhiên khác không, với r lớn hơn 0 nhỏ hơn 4, thì y mũ n được viết thành y mũ 4y cộng r và lúc đó được viết lại bằng y mũ r. Trên cơ sở đó chúng ta có thể tính được những lũy thừa cao hơn. Ví dụ y mũ 5, thầy có thể phân tích lại là y mũ 4 nhân 1 r cộng 1, thì ta thấy ở đây y bằng 1, r bằng 1. Như vậy được viết lại là y mũ r, tức là y mũ 1 và kết quả bằng y. Tương tự như vậy chúng ta sẽ tính lũy thừa cao hơn nữa, y mũ 10. Thì mũ 10 thầy sẽ viết lại là 4 nhân 2 r cộng 2. Như vậy y là 2, r là 2. Như vậy thầy viết lại là y mũ r là y mũ 2 và kết quả bằng trừ 1. Tương tự y mũ 15 chẳng hạn thì các em cũng có thể hình dung ra được cách giải. 15 thầy phân tích ra thành 4 nhân 3 rồi cộng 3. Như vậy y là 3,
R là 3. Như vậy được viết lại là y mũ R tức là y mũ 3 và kết quả bằng trừ y mà chúng ta được sẽ ở đây. Thầy cho một ví dụ lũy thừa của số y cao hơn nữa, y mũ 2014 thì chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? Thì dễ dàng phân tích được 2014 ra thành 4 nhân 503 rồi cộng 2 thì ta thấy được y là 503 và r là bằng 2. Như vậy kết quả ta thu được y mũ r tức là y mũ 2 bằng -1. Như vậy trên cơ sở định nghĩa lũy thừa của số y, thầy mời các em đến với ví dụ tiếp theo. Ví dụ 6. Tính giá trị của biểu thức phê bằng 1 cộng y tất cả mũ 20. Chúng ta có 4 đáp án A, B, C và D. Và chúng ta giải ví dụ 6 này như sau. Ta có phê bằng 1 cộng y mũ 20 thì thầy phân tích ra thành 1 cộng y mũ 2 tất cả mũ 10. Để là 1 cộng y mũ 2 khai triển hàng đẳng thức, thông thường ta được kết quả 1 cộng 2y cộng y mũ 2 tất cả mũ 10 được các em viết lại. Chính vì y mũ 2 bằng -1, cho nó cộng 1 sẽ triệt tiêu. Ta thu được kết quả là 2y tất cả mũ 10. Phân phó mũ 10 cho 2 và mũ 10 cho y, ta được kết quả là 2 mũ 10 nhân y mũ 10. 2 mũ 10 là 1024. Y mũ 10 dùng công thức lúc nãy, các em sẽ phân tích ra là 4 nhân 2 rồi cộng 2. Như vậy sẽ được viết lại là 1024 nhân y mũ 2. Mà ta biết y mũ 2 bằng -1, do đó kết quả chúng ta thu được sẽ là -1024. Và với đáp án này, so sánh với 4 đáp án A, B, C và D, như vậy dễ dàng chúng ta thu được kết quả của ví dụ số 6 là đáp án C. Như vậy qua tiết học ngày hôm nay, một lần nữa, nếu thầy cho hai số phức z1 bằng a cộng bi, z2 bằng c cộng di thì chúng ta có công thức cộng hai số phức, trừ hai số phức, nhân hai số phức. Và thầy yêu cầu các em hãy nắm kỹ công thức cộng hai số phức, trừ hai số phức, nhân hai số phức và các tính chất của nó. Trên cơ sở đó các em xem kỹ lại các ví dụ đã được học để nắm kỹ năng giải toán và về nhà các em giải các bài tập trong sách giáo khoa, gồm có các bài toán 1A, 1B, 3D, bài 4, bài 5 trong sách giáo khoa trong 135, 136. Và các em lưu ý đây là các bài toán trong chương trình giảm tải của Bộ yêu cầu học sinh cần giải. Tiết học của chúng ta khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học tiếp theo.